xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Chu Quách tại Hà Bắc. Hi, xin chào cả nhà, ngày mới vui vẻ. Sáng nay em chuẩn bị đi đưa heo đi học xong rồi, giờ em chuẩn bị đi lại siêu thị á, coi có thịt ngon không, chứ gần nửa tháng nay em đi kiếm mua thịt mà thịt không có ngon gì hết trơn á, rồi không có mua được. Để em đi đẳng coi có không, nãy em thấy chị đăng lên á, có thịt cũng thấy hay ngon á, để em đi coi làm sao. Thôi. Quá trời bự luôn. Cái này cái nét lắm. Ý hồi khoai chao qua cho, quả cây này không bơ. Được. Ừ, mấy tê xỉn. Chán quá cô chú ơi. Đi chợ, đi siêu thị kiếm mua thịt mà đi chợ cũng vậy, nó toàn là thịt không ngon gì không mà. Rồi không mua được thịt gì cho mua rau gì xào nữa rồi. Nửa tháng nay, từ hồi Tết, tháng mấy nay cô chú, từ hồi Tết bây giờ đó. Em mua được kem nè cô chú, kem sầu riêng. Nhìn thấy đẹp không? Cái này thì sữa chua khóm á, cho heo nó uống á cô chú, nó phái lắm. Cái dạng sữa chua mà dạng như nước chứ không phải đặc. Mua ngò gí. Em mua này về đang chiều em xào cho ba mẹ chồng em á. Cái này nấm đông cô nè. Nó vậy đó, mua có nhiều đó chứ ớt. Chứ mấy củ cà rốt. Đi gì đâu mà không thấy cái gì mình ăn được hết trơn á. Thịt heo thì á ấy không à, mỡ xong mà còn ngon, nấu tươi nữa. Mua được có nhiều đó cô chú ơi. Kem gì nè cô chú, thấy cưng không? Ăn thơm sầu riêng gì lắm, ngon luôn. Bởi vì em thích ăn kem này lắm, mà lâu lâu mới có một lần chứ không phải có hoài nữa. Ngộ vậy đó, những cái mà em thích đó thì lâu lâu mới có một lần vậy đó, còn cái không thích đó thì gặp hoài luôn. Giờ này gần 10 giờ trưa rồi đó cô chú, mà con nào có mùi xương nè cô chú, quá trời mùi xương luôn rồi, như là Tết vậy đó. Còn cái sông này là ở chỗ em mở là chỉ có cái kinh này một đó cô chú, có cái một vậy đó. Từ đây chạy dài lên ba chồng em chạy lên đó đó, đi đường bộ đi, đường đi bộ đi đường này được, còn chạy xe là phải đi đường vòng ngoài đây. Rồi để em đi xuống ruộng em quay cái cảnh sông nước cho cô chú coi nha. Cô chú đi theo em nha. Sáng sớm à, 9 giờ gần 10 giờ nè, chút xíu nó 10 giờ đó mà cỡ này đó cô chú. Cái sông này chạy dài bên kia luôn. Đầu bớt bớt lạnh đó cô chú. Cái người ta xuống ruộng làm đây gai đó cô chú, đây nè. Đây một người hay đây hai người nữa nè cô chú. Đó. Rồi ba chồng em cũng chuẩn bị làm rồi đó. Rồi bữa nay em xuống tới coi ba chồng em làm gì rồi. Đây, đường này chạy thẳng xuống là nhà ba chồng em nhỏ xíu đó cô chú. Đó. Giờ này là cái này là lúa mạch, bên đây là đang vụ nè, vụ người ta trồng lúa mạch đó cô chú. Bỏ quét chưa lên, đợi khi nào mà nắng lên bớt lạnh á, lúa mạch nó mới tốt được. Đến khi lúc đó em quay cho cô chú coi nha. Bên đây là đa số trồng lúa mạch đó cô chú. Để em xuống coi ba chồng em bữa nay làm gì vậy. Chú, ba chồng em làm tuốt rồi đó đó cô chú. Để em xới đất lên nè. Xới đất lên rồi bây giờ đi cạo, đi kéo và lôi vào cái ghét lưới như là năm rồi trồng bắp đó cô chú. Ấy lên đặng chuẩn bị đốt á, đốt xong đặng mình trồng khoai lang á cô chú, năm nay trồng khoai lang. Tuốt ngoài kia luôn rồi. Giờ này chuẩn bị đi chạy cướp con heo nữa, không đi ra được. Tuốt ngoài đó đó cô chú. Chiếc xe này nè, ba chồng em lái đó. Được đó, té cũng vì chiếc xe này. Cái này là hồi năm rồi trồng bắp, bây giờ cào xới ba cái dụng bắp này kia rồi đó, bọn mình đốt qua cô chú. Nó ở đây em đi ra. Năm nay ba chồng em trồng khoai lang nhiều hơn năm rồi, năm rồi trồng ít. Nó vậy đây đó, chắc đốt cái gì nè. Em cũng không biết nữa. Nó làm được phần nửa rồi, phần nửa ở đây nè cô chú. Thằng này xin xong bao lò? Yêu chưa? Cho cô. Đi xin xin mà à? Ờ. Số thiên qua mày đây à? Em mỗi sáng ba chồng ăn về, ba chồng nói ngày hôm qua em mua bánh đó, ăn cái đó rồi. Đó cô chú, sông nước đó. Có cái kinh một đó cô chú, ở đây nè. Mà người ta xài, người ta trồng ruộng làm gì cũng có cái kinh 11 đó. Cái này thì thẳng về nhà em. Tới mùa là hết lạnh này nè, nó bắt đầu này kia cây cỏ đầu lên, nó mới nhìn nó sinh động hơn. Giờ này nó còn lạnh cho nên nó chết hết trơn vậy đó, tan quang vậy đó. Họ làm đi bộ quá, đi bộ là đi cái đường này nè, đi thẳng về nhà em.
chim ăn dạ là. Bà xin mẹ cho mẹ ít điện râu, xưa bao từ hồi xưa mẹ yêu râu khổ. Chính hay dùng anh càng chi mà. Có xem mẹ ít điện râu, ủa râu là mua xưa bao từ. Bố chị đó, hoa mẹ xin. Mời giờ mà mùi xương. Ba chồng em hỏi ba chồng em nói làm cái này mà bên đây đốt người ta không có cho cô chú, bên đây đốt người ta cấm á, đốt lên khói ô nhiễm môi trường gì đó. Và ba chồng em phải gì nè, đào lên sông gì đây không? Cái bắt đầu lái xe lại, chở lên xe cái bắt đầu đem đi đổ với cô chú, chứ không có cho mà đốt. Bên đây nó cấm đốt mà năm ngoái năm nay là nó phạt tiền á. Ba chồng em phải chở đi nữa. Để bữa nào măng dạ nó đi đưa heo đi học rồi các em có thời gian các em xuống làm. Em làm phụ không mấy cô chú chứ không phải em ở nhà không đâu. Em xuống em thấy ba mẹ chồng em làm, em đưa con heo đi học là em xuống em làm đó. Làm mà tới giờ cái anh chạy quýnh vậy hết trơn á. Năm rồi á, khoai lang á là cũng như á, người ta ba chồng em lái cái xe này nè, có một người lái cái mình nói làm sao mình vịn lên cho nó có cái lưỡi liềm á, ấy đào khoai lang lên á, đặng mình lấy khoai lang. Mẹ chồng em đi ra kìa. Mà em không có vịn, không có nổi á. Cái làm hại có cái máy mà không có xài, đào bằng tay không đó cô chú. Em với bà chồng với mẹ chồng em đào á. Em nó đi học về, nó đi qua nhà bạn chơi luôn rồi cô chú, nó không chịu về nhà, ông nội đi qua kêu nó về cô chú. Đi học về không vô nhà, đi qua nhà bạn luôn rồi. Nó cơm sẵn rồi để nguội, chuẩn bị ở nhà sẵn rồi đó. Mà giờ đi về đi qua nhà bạn nữa rồi. Đó, nhà bạn rồi kìa. Hãy mẹ quay ra rồi chứ nã là giỏi quá, thưa mẹ đi học mới về đi. Bố sẽ xin phan xin phan ơ là mama xin phan hỏi lần là đi. Khoai cha xin phan mẹ, thưa mẹ đi học mới về đi, mama kể xin phan mẹ đi con. Đây thưa mẹ đây nghe là mẹ không lì đó kia, thưa mẹ chạy vô nhà quýnh hết trơn đói dữ rồi. Thầy tới cái thầy bố xin mang dạ. Mang dạ ngon không con? Hồi xin ma đói dữ rồi cô chú ơi, bữa nào đi học gì cũng đói chứ, ăn lia chia không kịp thở vậy đó. Thăng đây là thăng đó, đi học về là đói khác, ăn lia chia chân nha. Mang dạ nhìn mẹ nè. Đi học về là đói lia chia chân, cơm thì để đó kìa cô chú, nấu sẵn rồi đó mà nóng. Ngon đó, ngon là cái tay coi kìa. Nó ăn ngon coi cái mỏ kìa. Con dạ ăn ngon cái mỏ kìa cô chú. Con dạ à, dạ đi con. Con dạ à, dạ giỏi quá. Xì chiên dạ. Bá giỏi. Heo mẹ đi về nghe con dạ. Mẹ đi về nghe, mẹ đi mua đồ rồi mẹ về nghe con. Dạ đi con. Ở nhà mình nên sợ không? Sợ hả? Không sao, chút nữa mẹ về nha. Mẹ đi rồi đó. Mẹ để cái bô sẵn ở đó, hồi con mất đáy con lên đáy nghe. Nghe không? Dạ. Dạ đi con. Dạ. Bye bye mẹ đi. Giỏi. Em đi mua keo trao á cả nhà. Hồi sáng giờ đi chợ mua rau mà quên mua keo trao. Bữa nay luộc keo ăn với trao rồi cô chú ơi. Bữa hổm giờ đi chợ mua thịt mà không có thịt gì ngon hết trơn rồi, hổm giờ không có gì ăn á. Bữa nay đi mua chao về luộc với rau ăn rồi. Trời nắng quá trời ngon rồi cô chú ơi. Trong nhà em bây giờ nghỉ bắt máy sưởi rồi. Bắt máy sưởi tốn tiền quá trời luôn à. Rồi lạnh bớt rồi đó. Rồi bữa nay em đem đồ ra ngoài phơi rồi nè cô chú. Hai mẹ con ngày là ăn xào đồ, ngày là ăn xào đồ vậy đó. Ba chồng em về ngày nào cũng thấy đồ hết trơn. Ba chồng em nói á, gì đâu mà ngày nào cũng giặt đồ hết trơn á. Tắm chi mà tắm hoài vậy. Tắm hoài ba chồng em không có cho. Ba chồng nó không có tốt. Heo rồi tắm ngày 2 lần vậy đó mà ông nội la. Mà không tắm thì con heo nó không chịu. Đây em đang luộc rau. Bông cải nè, rồi hồi bí ngòi nữa, rồi rau cải nữa. Hồi nữa em đi mua chao về em ăn. Đây, em xắt ra sẵn rồi nè, hồi em luộc em ăn á cả nhà. Nó cô chú, em đi mua keo chao về đó, giờ em ăn cơm. Rau luộc này cô chú, này thì bông cải xanh, này thì cải thìa. Còn này là bí ngòi á cô chú. Rồi mấy ngày nay em bị suy nhược cơ thể á, không có gì ăn á,
như là ăn thiếu thốn á. Cái bữa nay em làm một ly cà phê sữa nè cô chú, cà phê sữa đá. Ba chồng thấy uống cà phê đá, ba chồng em là làng, ba chồng nói lạnh muốn chết sao sống nổi mà đi uống vô cái bao tử sao chịu nổi. Keo chao này thì bên đây cũng ngon lắm cô chú, điều này ngon lắm mà em bị viêm mũi á, em ăn chao vô lần nào cũng bị nhảy mũi rồi nó bị dị ứng á. Nói chung là ăn chao vô bắt đầu là nó mệt chứ lắm luôn, mà tại thèm á, lâu lâu ăn lần á, bị viêm mũi mười mấy năm rồi đó cô chú. Mời cô chú ăn cơm với em nha. Thì chồng em đi làm á, rồi không có nhà, rồi buổi sáng á thường á thì em ăn giặt này kia, ăn mì, mà mấy ngày nay em đi ăn cũng như không điều độ á, có khi nhịn đói luôn á, rồi cái bị suy nhược thì cô chú ơi. Bữa nay chóng mặt mệt quá, làm đi cà phê sữa. Đi mua thịt heo hoài nhưng mà thịt heo toàn là mỡ với thịt cũ không, mà rồi em cán ăn á, rồi em không có mua gì ăn á, cho nên không có gì ăn hết trơn á. Thịt gà thì em không có ăn, em mua em kho cho chồng ăn không à, em không có ăn. Bữa nay ăn chao bữa, ăn chao với rau luộc, em thấy ăn rau luộc lắm á, dĩa rau này bự đi chứ, em ăn có thể hết luôn á. Ăn với chao lần nào với mũi, ăn với chao vô cũng bị dị ứng, nó nhảy mũi sáng đi mà chảy mũi lò sò vậy đó cô chú. Nhưng mà lâu lâu ăn lần thèm. Cơm này cơm nguội, em mới hấp lại. Ngày hôm qua em nấu cho chồng ăn, mình chồng ăn ít xịu à, dư lại sáng hấp lại ăn. Em ăn rồi ăn ít chấm lắm, ăn như đây rồi ăn miếng này miếng kia nó không có chấm. Người ta ăn ta chấm thì kia, em ít có chấm lắm, nấu sao ăn vậy à. Lâu lâu ăn ghê cũng ngon lắm. Lúc nhỏ á, nhà em nghèo lắm, ăn cơm với chao nè, với mà củ cải muối á, sắt ra chiên với hột vịt đó cô chú. Nhưng mà tiền không có tiền mua hột vịt nhiều nữa đó, củ cải muối nhiều, hột vịt ít á, cái nó bời gợi á cô chú. Cái tới sau này á, nhà đã đỡ một xíu á, cái mẹ mua hột vịt được nhiều một chút, mẹ chiên vô đó dính về nhìn đẹp mà ngon sợ vậy. Hồi đó nghèo quá thì không có tiền, mẹ mua của cải muối thì nhóc hết trơn á, của cái trứng vịt thì có 1 cái 2 cái à, cái nó gời ra cô chú. Hồi lần trưa đi ruộng cắt lúa này kia rồi đó, cái nhà cái em nấu cơm mới 9 tuổi à, em nấu cơm cái nồi cơm chà bá vậy đó, tại vì anh em đông á, với lại ngày xưa không biết sao mà ngày xưa mình ăn cơm nhiều lắm cô chú. Cái em chắc nước cơm á, trời ơi, bưng cái nồi cơm mà ẹ gạch vậy đó. Hồi nhỏ em nhỏ xíu con hà, cái sáng cái mẹ đi 3 giờ mấy sáng mẹ đi đó, mẹ nói ở nhà nữa hồi nấu cơm đem ra cho mẹ nghe đó. Cái em nấu cơm xách ra cái mẹ em với anh chị em lên trên bờ ngoài ăn cơm á, cái em đi xuống ruộng em cắt lúa cô chú, cắt lúa cái lúa cái nào cũng biết hết trơn á. Hồi nhỏ á, cái mẹ lãnh công cấy của người ta, công cấy lúa của người ta, cái chụp mẹ bệnh mà đi không được á, cái em với chị kế em á, chị kế em thì 12 tuổi, em mới có 9 tuổi à, hai chị em đi ra cấy. Mà ngày xưa dưới chỗ em á, nước lớn mênh mông vậy đó cô chú, em đợi cái nón lá á, cái em ra bước xuống mà nước tới cổ họng em vậy nè, nó lá lúp vậy đó. Hai chị em cấy rồi cô chú, công cấy mà hai chị em cấy mấy ngày trời đó. Chị em thì giỏi lắm, cấy nhanh lắm. Em thì lúc đó thì đi theo tập chủng, nhưng mà nói chung là cũng được, mà là cũng được lắm đó. Cắt lúa cái nào cũng gạnh chứ. Lớn lên thì đi làm công ty, hồi xưa có gì ăn đâu, có gì đi ăn là may lắm rồi đó. Bởi vì cái tính em á, tính em đi tới đâu là như là chỗ nào mà khổ thì em sống theo khổ, chỗ nào mà sung sướng em sống theo sung sướng, cái nào cũng sống được hết trơn á, chứ em không có mà đèo bồng, cũng như là chỗ không có mình đèo bồng được có vậy á, em không có đèo bồng vậy sao cũng sống được hết trơn. Cái đó người ta gọi là chấp nhận với mọi hoàn cảnh. Như cái số mình tới như vậy hả, mình đòi hơn nữa đâu được đâu, bởi vì biết thân biết phận, biết thân phận của mình ở đâu. Con heo nó hồi nó bú sữa chẳng có cô chú. Giờ này làm 12 giờ mấy gần 1 giờ trưa rồi, cho heo nó bú á, đặng lên đặng nó ngủ, đặng hồi thức chị 2 giờ em đưa đi học rồi, 1 giờ mấy kia nó dậy rồi, ngủ được có 1 tiếng vậy đó.
rồi cái kia nó chạy cái đi học, bởi vì nó không có ra đây quay với em. Chồng em thích uống cà phê Việt Nam mình lắm á, mua về cái là chồng em đi làm về cái quậy bịch uống bịch uống, mà hổng giờ làm biến không có quậy nữa. Hổng giờ em cũng mắc ra chỉnh sửa clip này kia, em không thời gian làm cho chồng em uống á, em chỉ nấu cơm thôi. Chồng em uống hết bịch này tới bịch khác hết á. Hồi lúc quay về Việt Nam á, qua đây cái mua theo á 20 bịch đem theo uống hết, giờ trên mạng nó có bán rồi. Đồ của em đến đây là hết rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem, bye bye và hẹn gặp lại.